Xin chào tất cả bà con đã trở lại kênh bò giống của Chi của em nha. Hôm nay em tiếp tục lên hai con bò cái xin. Bò này 7 tháng tuổi hết rồi nha cô bé anh chị em. Hai con bò này khước mốt bò, hai con bò xin VIP nha. Hai con bò này kiểu cọ khỏi phải bàn luôn, xương sóc khỏi chơi luôn. Hai con bò này hơi bị VIP nha cô bé anh chị em. Thì hai con bò này nó đẹp thì giá tiền nó cũng đẹp nha cô bé anh chị em. Thì hai con bò này em muốn bán giá là 41 triệu nha. Hai con bò này em muốn bán giá là 41 triệu. Rồi. Trước khi đến cặp chi tiết từng con thì cô bé anh chị cho em xin một đăng ký một like nha. Hai con bò mét mốt bò nha cô bé anh chị em. Rồi con đầu tiên nè, cái mặt nè, dài đôi nha cô bé anh chị em. Cúng chiền nha. Đây, nhỏ nhỏ như 4 cái vú ha. Vú nào ra vú lấy. Này, móng sò. Con này móng sò kiền khú 4 chân nha. Xương sóc ok không? Con này móng sò kiền khú 4 chân nha các bác anh chị em. Đây. Kiếm gì mò luôn không? Nhỏ nhưng mà có vỏ. Em bao sẽ lưng sẽ mặt sẽ chín đó nha cô bé anh chị em. Con này rồi tới con này. Đây cái cậy đuôi này không. Cậy đuôi chờ bế luôn nè. Đó, qua đèn thôi. Đây, cậy đuôi con này tới con thứ hai, chờ bế luôn ha, cậy đuôi chờ bế ha. Đây, qua đây. Móng sò cho cô bé anh chị em. Cúng chiền. Đây, 40 dần vũ đây. Con nào dần vũ cũng tốt hết á. Rồi, xe lưng này. Cái mặt này. Sái thì em bao sẽ chín hết nha cô bé anh chị em. Hai bò này thì em bao là sẽ chín hết nha. Thì em nhắc lại là hai bò này em muốn bán giá là 41 triệu. Sái bớm nghiêm chỉnh nha. Bò cao mét mốt nha các bé anh chị em. Đó, nhiều lúc em quay xa đi gần các bé anh chị em nói em bò tới chỗ sao nhỏ quá. Nha. Thì cô bé cứ hình dung con bò chiều cao mét mốt thì nó sẽ như thế nào. Đây. Thì hai bò này rất là đẹp. Hai bò đẹp cực kỳ luôn. Nói chung là giao tới ai là người đó là chịu liền, thấy bò là chịu liền. Em nhắc lại là hai bò này em muốn bán giá là 41 triệu. Đây, hai con đây. Hai con đỏ hết nha, hai con đỏ mặt hết nha. Con nào cũng đỏ mặt hết. Không len không chạy chỗ nào hết nha cô bé anh chị em. Không len không chạy chỗ nào hết nha. Đó. Xương sóc thì khá là ok. Nói chung là bò nó còn nhỏ. Bò này chừng thiếu đủ 7 tháng à. Đây. Non bò. Nhưng mà bò cấp mình đồ. Xương sóc rồi. Khá là ok. Thì có biết nào anh chị nào thấy hay thì ưng á, thì gọi điện thoại cho em nha. 0977438093. Gặp em mới tư vấn trực tiếp nha. Rồi, em kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô bác anh chị đã xem video của em.